Nhiệt kế điện tử có sử dụng được cho trẻ sơ sinh hay không? Cô Sơn xin chào bà con ha. Nhiệt kế điện tử đo tráng là sử dụng được cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho trẻ sơ sinh, cô chú anh chị nha. Ngày xưa đó thì mình sử dụng những cái nhiệt kế kẹp nắp, và trước đó nữa là mình sử dụng những cái nhiệt kế kẹp nắp thủy ngân. Thì khi mà mình kẹp vào nắp đó, thì nó phải mất một vài phút đó. Cái nhiệt kế thủy ngân nó rất là rẻ, nhưng mà do nó độc hại đó, lỡ bể thì rất là nguy hiểm. À, thì sau này có những cái nhiệt kế điện tử như thế này thì đổi từ 100 mấy cho đến 200 ngàn, tùy theo hãng, tùy theo model. Còn hiện giờ thì cả nhà thấy là người ta sử dụng cái dòng nhiệt kế điện tử này đo tráng rất là nhiều, tại vì nó đo không cần chạm vào người, nó đo nhanh từ 1 đến 3 giây thôi. Đặc biệt là đối với người bệnh, người ta rất là khó chịu khi mà mình chạm vào hoặc mình bắt giữ trong cả một phút, đặc biệt trẻ em nhỏ luôn. Thì cái dòng truyền thống là 1.100.000, thì mình để cách tráng khoảng 1 đến 3 cm, mình bấm cái ra kết quả. Còn cái dòng đời mới là 1.250.000, thì mình bấm một cái mình dí từ ngoài vào, từ 1 đến 3 cm, máy tự động sẽ đo. Thì cái độ chính xác này nó sẽ rất là cao, ở chỗ là nó sẽ canh khoảng cách dùm cho mình luôn. Rồi cô chú mình nếu mà mua máy thì mình nên mua hàng chính hãng nha. Thì nếu mua hàng chính hãng thì từng loại máy ra thị trường sẽ được kiểm định chất lượng nè. Nếu mà mình nghi ngờ nó sai lệch thì mình có thể gửi về hãng để được kiểm định miễn phí, và hết hạn bảo hành vẫn được kiểm định miễn phí nha. Chứ cái máy mà đo không chính xác, đặc biệt là về sức khỏe đó, mình đo không chính xác, mình uống thuốc thì rất là nguy hiểm. Rồi Hoàng Sơn có rất là nhiều video hướng dẫn cách sử dụng nè, cách lựa chọn và cách khắc phục lỗi tại nhà cho từng loại máy này. Có gì thắc mắc thì cô chú anh chị mình gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn hoặc là vào sức khỏe 60 giây để coi thêm ví dụ như kẹt ngày giờ và khắc phục lỗi. Rồi, chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở video sau nha.